thì mình chỉ lo lắng cái là mình thấy mình già quá thôi. Với lại những cái mà dự định qua năm mới thì mình chưa có làm được. Và mong là qua năm mới, năm Kỷ Hợi này mình sẽ cố gắng hoàn thiện những cái kế hoạch của mình. Ngày đầu năm anh kiêng kỵ điều gì? Theo anh? Đầu năm thì mình kiêng kỵ nợ tiền với đòi tiền thôi. Thì mong là nếu mà có nợ gì ai thì nhắn trước cho mình. Rồi đừng có đòi, đừng có mùng 1, đừng có đòi tiền được rồi. Người tuổi Hợi có tính cách như thế nào? Nội ấp? Thì mình thấy những người tuổi Hợi thì phong cách rất là vô tư, rất là hồn nhiên. Nói chung không suy nghĩ nhiều, chỉ lo ăn với ngủ thôi. Mình cũng vậy, thì mình không có suy nghĩ nhiều, rất là vô tư. Ví dụ như là những cái chuyện gì nó qua thì mình cho qua luôn. Hoặc là mình không có suy nghĩ hàng đêm. Đó, mình có thể được như vậy, rất là vô tư. Nói chung là sống là không có lo nghĩ gì nhiều. Ngày đại tích của anh là gì? Hiếu không có ám ảnh gì, chỉ sợ đánh bài thôi thôi. Sợ đánh bài thôi thôi. Mình đêm nào hay đánh bài. Nhưng mà mình thì hay nghe nói đen tình đỏ bạc gì đó. Nhưng mà mình thì đa số đen hết cả hai. Nên là đánh bài đa số thua. Nói chung chơi ít thôi. Mình chơi khoảng 5 phút, 10 phút thì lỡ mà có thắng thì mình nghỉ liền, chứ không thể nào chơi lâu được. Số tiền lì xì lớn nhất Hiếu từng nhận được là của ai? Mình nhận được, hồi xưa là mình nhận được 100 đô. Mình đi lên chùa thì hình như thầy không phải 100 đô, 50 đô sao, thầy cho 50 đô. Lúc đó đối với mình là số tiền là lớn nhất mà mình nhận được. Ngày đầu năm anh thường làm gì để đem lại may mắn? Thì mình cũng nhận thôi, đầu năm thì mình cũng có nhận một số show. Tại vì mình quan niệm là khi mà đầu năm chạy show thì nó sẽ rất là may mắn cho cả năm. Bởi vì nghe quan niệm mọi người nói là ví dụ như đầu năm mình có cái gì thì quanh năm nó sẽ có. Thì mình nhận những cái tiền cái đầu show đầu năm để mà công việc được tốt hơn. Năm nay anh có chạy show không? Mỗi năm thì chương trình ca nhạc làm có vẻ là nó hoành tráng hơn. Thì năm nay nó cũng hơi vắng bóng hơn chút. Thì mình cũng không có nhận show chạy nhiều lắm. Thì năm nay mình tập trung thời gian cho gia đình nhiều hơn. Mình săn sóc nhà cửa, rồi sửa sang nhà cửa, rồi ở bên gia đình, cạnh bên gia đình. Và mình dành thời gian du lịch để với gia đình cuối năm. Ngoài công việc chạy show thì mình cũng đang cố gắng dự định thêm những cái dự án mới của mình. Đó là cuối năm nay, đầu năm nay mình sẽ cố gắng ra một phát hành một cái đợt sách, một những cuốn sách riêng viết về cái sự nghiệp ca hát của mình. Và một cuốn sách chia sẻ về cái yêu thích sở thích du lịch. Qua năm 2019, năm Kỷ Hợi thì Hiếu xin chúc quý vị có một năm mới thật sự an khang và thịnh vượng. Chúc quý vị lúc nào cũng luôn luôn có một sức khỏe tốt và luôn luôn làm ăn phát tài. Xin cảm ơn.